Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. 1. Honda CR-V mới, lộ diện, lắp ráp tại Việt Nam. 2. Toyota Fortuner 2021, ra mắt thiết kế hầm hố, gia tăng sức mạnh. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn. 1. Honda CR-V mới, lộ diện, lắp ráp tại Việt Nam. Theo nguồn tin từ báo Zing.vn, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin đăng kiểm của Honda CR-V, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, facelift tại Việt Nam. Đáng chú ý, theo thông tin về cơ sở sản xuất, xe sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước tại nhà máy của Honda đặt tại Vĩnh Phúc, thay vì nhập khẩu. Như vậy, nếu bán ra trong năm nay, CR-V mới sẽ được hưởng mức giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe nội địa. Dựa trên hình ảnh rò rỉ, có thể thấy CR-V 2020 không thay đổi nhiều về ngoại thất. Xe có cản trước và hốc đèn sương mù được tạo hình lại, với các đường mạ chrome góc cạnh và vuông vức hơn. Song song đó, bộ vành 18 inch cũng có thiết kế 5 chầu kép mới. Theo thông tin đăng kiểm, Honda CR-V 2020 dự kiến được phân phối với 4 phiên bản, bổ sung thêm bản đặc biệt CR-V LSE bên cạnh các biến thế E, G và L hiện có. Cả 4 phiên bản Honda CR-V đều được trang bị động cơ xăng tăng áp 1,5 lít, công suất 188 mã lực, mô men xoắn 240 Nm, tương tự như đời xe hiện tại. Nhiều khả năng là CR-V 2020 vẫn sẽ sử dụng hộp số CVT với công nghệ Earth Dreams đặc trưng của Honda. Bên cạnh đó thì hệ thống dẫn động AVKD vẫn chưa được Honda đưa lên CR-V mới. Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm ra mắt của Honda CR-V mới tại Việt Nam. Nếu trình làng trong năm nay, xe sẽ nằm trong diện được giảm 50% phí trước bạ với mức giá niêm yết từ 983 triệu đến 1,093 tỷ đồng hiện nay. Người mua CR-V sẽ tiết kiệm được khoảng từ 60 đến 70 triệu chi phí lăn bánh. Theo khảo sát của Zing, đời Honda CR-V hiện tại đang được giảm giá từ 90 cho đến 100 triệu đồng cho các xe sản xuất năm 2019. Trong khi đó, các xe sản xuất năm 2020 được giảm giá ít hơn, khoảng 20 triệu đồng. 2. Toyota Fortuner 2021 ra mắt thiết kế hầm hố, gia tăng sức mạnh. Theo nguồn tin từ báo Zing.vn, ra mắt cùng lúc với Toyota Hilux 2021, Fortuner 2021 đã thực hiện một vài nâng cấp để gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ. Với việc các đối thủ trong cùng phân khúc ngày càng đầu tư mạnh về mặt thiết kế, cũng như là các trang thiết bị tiện nghi đi kèm, sức ép ngày càng gia tăng với dòng SUV 7 chỗ của Toyota. Vì vậy, ở phiên bản 2021 này, Toyota quyết định thực hiện việc nâng cấp tập trung ở thiết kế ngoại thất cũng như tinh chỉnh sức mạnh động cơ. Tại Thái Lan, Fortuner 2021 có hai phiên bản, Fortuner tiêu chuẩn và Fortuner Legendary. Cả hai phiên bản đều nhận được tinh chỉnh tập trung ở phần đầu xe. Mặc dù thiết kế tổng thể của phần đầu xe không thay đổi nhiều so với tiền nhiệm, nhưng từng chi tiết đã được nâng cấp đẹp mắt và thể thao hơn rất nhiều. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Fortuner 2021 sở hữu hệ thống đèn pha được tích hợp giải đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED uốn lượn. Lưới tản nhiệt của xe được mở rộng với các họa tiết uốn lượn sơn màu đen. Cản trước cũng được làm góc cạnh hơn và hai hốc gió bên tích hợp đèn sương mù nhỏ. Ở phía sau, hệ thống đèn hậu LED sử dụng họa tiết mới thay cho kiểu song song trên bản cũ. Trong khi đó, phiên bản Fortuner Legendary hầm hố hơn với lưới tản nhiệt chia làm hai tầng. Đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED trên bản này chia cụm đèn trước làm 3 phần với họa tiết phức tạp hơn, đi kèm đèn sương mù LED. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch thay vì 18 inch trên bản tiêu chuẩn. Tại Australia, Fortuner 2021 chỉ được phân phối duy nhất phiên bản tiêu chuẩn. Toyota Fortuner 2021 tại thị trường Thái Lan và Australia đều được trang bị động cơ diesel tăng áp 2,8 lít, sản sinh công suất 201 mã lực và mô men xoắn 500 Nm. Động cơ này mạnh hơn 27 mã lực và 50 Nm so với động cơ 2,8 lít trên phiên bản hiện hành. Nhờ động cơ mạnh hơn, sức kéo của Fortuner 2021 tăng thêm 300 kg, đạt mức 3.100 kg. Theo Toyota, dù động cơ mạnh hơn nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu của Fortuner 2021 lại thấp hơn 17% nhờ vào việc cải thiện hệ thống làm mát của động cơ. Bên cạnh đó, độ ồn và độ rung của động cơ cũng được giảm xuống, giúp xe vận hành êm ái hơn. Ở bên trong, Fortuner 2021 được trang bị màn hình thông tin giải trí 8 inch tương thích Apple CarPlay hoặc là Android Auto.
Tại Thái Lan, Toyota Fortuner 2021 có giá từ 41.700 đến 47.200 USD cho phiên bản tiêu chuẩn và 50.000 đến 58.700 USD cho bản Legendary. Khách hàng tại Australia phải đợi đến tháng 8 để nhận được chiếc Fortuner đời mới. Tại Việt Nam, Fortuner là một trong những mẫu xe chủ lực của Toyota. Với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Fortuner ra mắt tại Thái Lan, thì khả năng cao là mẫu xe này sẽ sớm được đưa về Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin vui lòng comment bình luận ở phía bên dưới video clip. Và nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa và bổ ích, thì đừng quên nhấn nút like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ở phía góc phải màn hình của mình để nhận được những video clip mới nhất về các thông tin, tin tức, đánh giá xe mới, xe đã qua sử dụng của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.